Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, 40 năm một chặng đường vinh quang. Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương là trường công lập đào tạo kỹ thuật hệ trung cấp của tỉnh Bình Dương. Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp được hình thành từ năm 1964 dưới hình thức mô hình trường trung học nông lâm súc. Trường được chính thức tái lập từ ngày 1 tháng 10 năm 1979 đến ngày 1 tháng 1 năm 1997, thực hiện quyết định của chính phủ về việc tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Trường nằm ở địa bàn tỉnh Bình Dương và lấy tên Trường Trung học Nông lâm Bình Dương. Trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường nằm trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp quốc gia. Ngày 15 tháng 5 năm 2009, trường đổi tên là Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 đến nay, trường là đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Hồi xưa tôi biết là sau giải phóng thì cái cơ ngơi nó không có nhiều, tức là phòng ốc này nọ. Lúc đó thì đáp ứng cái yêu cầu mà đào tạo cho cái nhóm cán bộ ở xã, ấp của cả cái tỉnh Sông Bé. Cho nên là đào tạo cái nhóm cán bộ đó để về phục vụ ở tại xã, tại địa phương. Làm công tác nông nghiệp, làm công tác ở hội nông dân. Cho người ta có được cái trình độ về chuyên môn kỹ thuật tí, để người ta biết và quản lý. Cái giai đoạn mà từ khi mà thành lập cho đến năm 1996, tức là cái thời điểm đó thì chúng tôi đã về sở rồi, thì phải nói rằng là cái cơ sở vật chất ban đầu thì cũng chưa được là đầu tư kinh phí để xây dựng, rồi cái công việc mà đào tạo thì vẫn theo là chỉ tiêu kế hoạch. Về sau này thì tình hình là có những cái biến động theo cơ chế thị trường, thì do đó là trường có điều kiện hơn, có kinh phí nhiều hơn để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường như ngày hôm nay. Sau khi lên trường thì tôi thấy rằng đấy là một cái trường rất rộng và cơ sở vật chất thì đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Lưu học sinh rất ít, giáo viên thì cũng tương đối đông, giáo viên khoảng 30 người. Cơ sở vật chất thì nói chung là không có gì cả, chỉ có mấy ngôi nhà thôi. Thầy giáo, cô giáo đó là từng trải qua đó, những người từng trải qua ở đó và trường trước đây cũng như hiện nay, thấy rằng là sự hồi phục của trường là một cái sự rất là nó kỳ diệu. Và đến ngày hôm nay thì nó đã trở thành một cái ngôi trường nó đào tạo có tiếng, ở không những ở trong tỉnh Bình Dương mà có thể là cả khu vực. Thì đây là một cái đóng góp rất lớn của cái toàn bộ trường. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn, gian khổ, thiếu thốn về mọi mặt, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm tạo dựng một trường giáo dục và đào tạo vững chắc của nhiều thế hệ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đến nay, qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương đã tạo tiếng vang lớn trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh nhà. Sau ngày miền Nam vào toàn quốc, thì tỉnh Bình Dương trước kia là thuộc tỉnh Sông Bé, là một trong những tỉnh nông nghiệp trọng điểm của phía Nam. Để phát triển cái nông nghiệp trong tỉnh nhà, trong khi đó thì nguồn nhân lực rất là thiếu thốn. Trước tình trạng đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Bình Dương. Thì lúc đầu thì trường mới thành lập thì chỉ có 4 ngành nghề. Khi đó là trường trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương, và cũng từ đó đến năm 2009 thì trường chuyển từ cái Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sang Sở Giáo dục và Đào tạo. Và quá trình đó thì trường cũng nâng và mở rộng từ đào tạo 4 ngành nghề sang đào tạo 8 ngành nghề. Đối với cái lực lượng học sinh thì thời điểm trước thì là khoảng 1.000 học sinh, thì từ năm 1997 đến 2009 và đến nay thì trường mỗi năm đều có sự tăng trưởng ổn định.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương đã và đang khẳng định được chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường có đội ngũ giáo viên chuyên sâu, có năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo trong nông nghiệp và các ngành khác. Công tác phối hợp đào tạo giữa trường với các địa phương, các trường đại học được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trường đào tạo đa dạng các hệ, ngành nghề, chương trình đào tạo theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, theo yêu cầu phát triển của địa phương. Hiện nay, trường đào tạo các ngành sơ cấp nghề theo giấy phép của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, gồm các ngành nghề ngắn hạn liên quan đến cây cao su, rau hữu cơ, nấm, hoa kiểng, chăn nuôi thú y, cây bưởi, phục vụ đào tạo là đối tượng nông dân học nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đào tạo hệ trung cấp các ngành chăn nuôi thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý đất đai, kế toán doanh nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin văn phòng, tin học ứng dụng, tiếng Anh, liên kết đào tạo bồi dưỡng hệ trung cấp tại chức, hệ cao đẳng, đại học các ngành về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, thú y, khoa học cây trồng. Mục tiêu của trường luôn được xác định là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động kỹ thuật có đạo đức tốt và giỏi về kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu lao động của địa phương, doanh nghiệp. Bình quân hàng năm, trường đào tạo trên 1.000 học sinh sinh viên, tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường đạt loại khá giỏi ngày càng tăng. 100% học sinh tốt nghiệp ra trường được giới thiệu việc làm và có việc làm trên 85%. Trường đã đào tạo cho hàng chục ngàn sinh viên ra trường đảm bảo tay nghề, năng lực, kiến thức chuyên môn, có đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế địa phương. Để đáp ứng cái mục tiêu đào tạo đó thì mỗi người giáo viên là một cái tấm gương về tự học và tự đào tạo cho chính mình. Theo chương trình đào tạo hiện nay với phần thực hành dành cho các em là trên 70% trong tổng thời gian đào tạo, thì bản thân mỗi giáo viên hàng năm đều phải đến các công ty, các doanh nghiệp, các trang trại để trao dồi học hỏi thêm những cái tiến bộ học kỹ mới. Chính điều đó đã góp phần làm cho cái chương trình đào tạo nghề cho dành cho các em thiên về phần thực hành được sát hơn với những cái nhu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay. Em sinh ra và lớn lên tại Sóc Trăng và em lựa chọn học tại trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. Và em chỉ mới vừa tốt nghiệp trung học cơ sở thôi và em quyết định là không học văn hóa nữa và em lựa chọn học nghề tại đây. Và nghề của em lựa chọn đó chính là nghề kế toán doanh nghiệp. Hiện tại thì em đang vừa học và vừa làm và công việc của em đó chính là phiên dịch viên tiếng Trung tại một công ty Đài Loan. Và mức thu nhập hàng tháng của em là 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Và tất cả thì em cũng đã nhờ được sự hỗ trợ của thầy cô ở đây về mặt kiến thức. Và đặc biệt là thầy cô đã rất là nhiệt tình hỗ trợ em về thời gian để mà cho em có thể củng cố cũng được cân bằng về thời gian cho công việc và thời gian học tập. Và sau quá trình tích lũy kinh nghiệm trong quá trình vừa học vừa làm thì em khuyên các bạn là đừng nên lãng phí thời gian của mình, hãy trau dồi kiến thức của mình thật tốt. Thì hơn một năm đi học tại trường thì em thấy ngoài sự tận tâm của các thầy cô thì chương trình đào tạo của nhà trường rất phù hợp với các học sinh hệ trung cấp như tụi em. Và em thấy theo học tại trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương là một sự lựa chọn đúng đắn với bản thân. Thế với những môn học và chương trình đào tạo như vậy, em tin chắc bản thân sẽ còn hoàn thiện hơn nữa về bản thân cũng như là chuyên môn để có thể làm tốt công việc sau này khi ra xã hội. Bên cạnh đó, trường luôn quan tâm đầu tư cho cơ sở vật chất, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động của trường. Hiện tại các khoa, phòng, thư viện đều được lắp đặt máy tính và được kết nối Internet tốc độ cao, phục vụ thuận lợi cho việc cập nhật thông tin, cho các công tác chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo và cho thực hiện công việc của các khoa, phòng. Trong khoảng thời gian học tập hơn một năm tại trường, bên cạnh công tác đào tạo thì em thấy cơ sở vật chất của nhà trường thì ngày càng được nâng cao, cải thiện hơn. Các phòng học sạch sẽ, khang trang, đầy đủ các trang thiết bị đầy đủ. Một số phòng học thì được trang bị thêm máy lạnh phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên. Khuôn viên của trường được trang bị wifi giúp cho việc học hỏi, học tập cũng như giải trí của các bạn sinh viên. Có thể thấy cơ sở vật chất của nhà trường thì ngày càng được đầu tư hết sức đồng bộ và ngày càng hiện đại hơn. Em tin chắc rằng bản thân em nói riêng và học sinh toàn trường nói chung sẽ có được những hành trang tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội. Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương trong suốt bề dày lịch sử 40 năm hình thành và phát triển đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo.
Với đội ngũ cán bộ viên chức ngày càng được nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị được mở rộng và nâng cấp hiện đại hơn, tất cả nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua 40 năm hoạt động và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, nhà trường đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo, từng bước đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đội ngũ cán bộ giáo viên tăng cả về số lượng cũng như chất lượng. Học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có kỹ năng tốt, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và sự phối hợp với các đoàn thể, nhà trường đã tổ chức tốt nhiều hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và phát triển nhà trường. Đội ngũ lao động của nhà trường có tinh thần đoàn kết cao, có tinh thần năng động sáng tạo, cũng như là vượt qua những khó khăn để hoàn thành cái nhiệm vụ đặt ra. Hiện tại, nhà trường có 31% trình độ thạc sĩ, 53% trình độ đại học, và đội ngũ giáo viên là 100% từ trình độ đại học trở lên, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của nhà trường. Trường chúng tôi có truyền thống về các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhiều năm liền. Đối với học sinh sinh viên, liên tục nhiều năm đạt giải nhất nhì tại các hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đối với nhà giáo thì trong nhiều năm qua có rất nhiều nhà giáo đạt giải cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Gần đây là năm 2018, tại hội giảng toàn quốc đã có một giáo viên đạt giải nhì và một giáo viên đạt giải khuyến khích. Tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm của năm học 2019-2020, nhà trường đã có một thiết bị đạt giải 3 và một thiết bị đạt giải khuyến khích. Đó là sự nỗ lực của cả tập thể nhà trường và khẳng định được chất lượng đào tạo của nhà trường trong nhiều năm liền. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo cho tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong khu vực được trên 4.667 lao động trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 2.483 trung cấp vừa học vừa làm, 806 công nhân kỹ thuật, 2.687 sơ cấp nghề và hàng ngàn kỹ thuật ngắn hạn nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ cho nhân lực của tỉnh. Trong nhiều năm qua, trường còn liên kết với nhiều trường cao đẳng đại học, đào tạo các hệ đại học vừa làm vừa học, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học. Hiện tại, năm học 2019-2020, trường đang đào tạo 1.186 học sinh sinh viên, trong đó trung cấp chính quy 711 học sinh sinh viên, trung cấp vừa học vừa làm 59 học viên, sơ cấp nghề 88 học viên, liên thông liên kết đại học 416 học viên. Mục tiêu của nhà trường trong thời gian tới là tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực có năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Xây dựng nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo nghề nghiệp có uy tín, chất lượng theo hướng ứng dụng thực hành, đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương tiếp nhận và quản lý trường trung cấp nông lâm nghiệp từ tháng 3 năm 2017 đến nay theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp. Thì nhìn chung, trong hơn 2 năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt cái chức năng đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn ở hai trình độ sơ cấp và trung cấp. Thì trường trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương là một trong những đơn vị hàng đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh đào tạo nghề nghiệp về lĩnh vực nông lâm nghiệp, đã cung cấp cho thị trường lao động trong tỉnh những học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng tay nghề đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề cho người lao động để đảm bảo người lao động sau khi tốt nghiệp tại trường có thể tham gia trực tiếp vào thị trường lao động, và đó cũng là xu hướng của đào tạo nghề trong hiện nay và thời gian sắp tới. Trải qua 40 năm phát triển, trường nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Nhiều năm liền, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2012, 2016, 2017. Đặc biệt, trong năm 2009, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Các thế hệ sinh viên ra trường đã tạo tiếng vang lớn, minh chứng cho chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, khẳng định thành quả trong người, trong nghề của tập thể các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường trong quá trình đào tạo giáo dục. Thế về phía bản thân tôi thì được vinh dự học tập
tại trường khoa kinh tế năm 1999, đến nay là vừa tròn 20 năm. Phải nói rằng qua cái thời gian học tập tại trường cũng được nhiều những cái kỷ niệm, đặc biệt là hoạt động phong trào, đó là cái công tác đoàn của đoàn trường. Để từ đó tôi cũng phát triển của bản thân qua các cái công việc của mình. Như năm 2004 thì tôi được vinh dự được làm việc tại tỉnh đoàn Bình Dương, và qua các cái phụ trách các cái ban tỉnh đoàn, và sau đó thì tôi làm bí thư đoàn khối doanh nghiệp, và công việc hiện nay là phụ trách trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương ở trường Nông Lâm, cũng đã tạo cho tôi là một cái điểm hết sức là quan trọng để từ đó tôi vững bước đi lên trong cái thời gian từ đó đến bây giờ. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, thay mặt các bạn học sinh, các anh chị cựu học sinh, kính chúc quý thầy cô, nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc trường luôn phát triển trong thời gian tới. Từ năm 2003 tới nay, tỉnh Bình Dương có sự chuyển mình rất là nhanh, từ một cái tỉnh nông nghiệp mà đến hiện tại thì trở thành cái tỉnh coi là công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước. Và định hướng của tỉnh là luôn là đẩy mạnh những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt nhất công nghệ, để làm sao biến cái thành phố Bình Dương trở thành một thành phố thông minh, đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của xã hội. Đứng trước một cái xu thế như vậy thì trường trung cấp nghiệp Bình Dương cũng phải làm như thế nào để biến cái nền nông nghiệp của tỉnh nhà cũng đáp ứng theo cái sự phát triển công nghiệp của tỉnh nhà luôn. Đối với chương trình đào tạo, chúng tôi phải xây dựng chương trình đào tạo như thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của nền nông nghiệp. Có thể nói, qua 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể trường trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương đã luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, xây dựng nhà trường trở thành trường trung cấp đa lĩnh vực, đa hệ đào tạo từ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nghề nông thôn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương.